more. Chất liệu gì? Cái này nó xuất phát ở một điểm như sau, chúng ta hiểu hiểu về cái thực tiễn thì chúng ta có hiểu là tại sao cái này, tại sao về chất điện đi thì nó sẽ có, thì sẽ có các cái cốc được các cái dung dịch như sau. Đây một cái cốc, phải có ba cái cốc được các dung dịch như sau nha. Cái cốc đầu tiên thì phải chỉ được nước thôi. Cốc thứ hai là thầy có nước xong thầy cho muối vào thì thành là dung dịch NaCl, chúng ta phân biệt rõ nhé. NaCl là đăng ký là NaCl, còn lại là cho NaCl vào trong nước muối lên để thành dung dịch NaCl. Cốc thứ ba là cốc nước nhưng mà thầy bắt và chanh vào, được chưa? Thì nó thành là nước chanh, đúng không? Nước chanh thì cái thằng axit trong chanh nó chính là C3COH, một axit hữu cơ của chúng ta sẽ gặp rất nhiều sau này. Thì bây giờ ta biết luôn, được chưa? Đấy là một cốc nước bình thường nhá, được chưa? Một cốc là dung dịch là NaCl nước muối này, một cốc là nước chanh này, được chưa? Thế sau đó bây giờ là thầy mới học một cái hệ là một cái hệ thì ở đây nó có cái nguồn điện của em học rồi đây, sau có bóng đèn, được chưa? Thì cắm cái hệ vào đây trong dung dịch này. Vậy là nếu mà bóng đèn mà sáng thì là dung dịch dẫn điện, còn nếu bóng đèn này mà không sáng thì dung dịch này không dẫn điện, được chưa? Thế thì cắm bóng đèn vào đây thì bóng đèn này nó chỉ sáng tí xíu như kiểu con đóm, như kiểu là con đóm đó mình đèn về nhìn cực kỳ tinh thì nó sáng, được chưa? Vậy là nó có dẫn điện nhưng mà dẫn điện cực yếu, được không? Tiếp tục ạ, dung dịch NaCl cắm vào trong dung dịch này thì bóng đèn sáng trước, vậy là này dẫn điện mạnh, cắm vào trong thằng này thì sáng hơn nước, được chưa? Vậy là này là có dẫn điện nhưng dẫn điện mạnh hơn nước nhưng mà yếu hơn thằng NaCl. Thế bây giờ nếu mà thầy cắm vào một cái dung dịch khác, xăng, dầu hỏa thì cho dễ, hay là mỡ ấy, dầu rã thì bóng đèn không sáng, được chưa? Thì để chúng ta biết về cái chỗ là cái này dùng làm gì thì cái chỗ thí nghiệm này ở bên trong sách khoa đã ghi rõ, cái chỗ thí nghiệm này để xác định là dung dịch nào dẫn điện, dung dịch nào không dẫn điện. Nó như vậy là nó tốt cho chúng ta một điều này, nếu mà chẳng may mà đường dây điện cao thế mà nó bỏ đứt nó rơi xuống ấy, thì mình biết là nếu mà nó rơi vào lúc mà dây điện nó nhúng vào dầu rã thì nó không giật mình, được chưa? Bởi vì nó không dẫn điện nhá. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại với định nghĩa của dòng điện. Dòng điện chúng ta học hồi lớp 7 của em được học dòng điện. Định nghĩa dòng điện là gì? Vật lý lớp 7. Không nhớ. Dòng điện là dòng các điện tích chuyển rời có hướng, được chưa? Vậy là nó chỉ cần là có các điện tích chuyển rời có hướng thì nó tạo thành dòng điện, đúng không ạ? Thế vậy, thế chất điện ly là gì? Điện ly, đấy, điện là ly. Điện ở đây là ý nói đến là các hạt năng điện, được chưa? Vậy chúng ta học được có những hạt năng điện, proton này, đúng chưa? Electron này, đúng không? Và các ion năng điện, đúng không? Ly là gì? Phân ly, được chưa? Vậy hôm nay học được chất điện ly là những chất nào mà phân ly ra các ion, một là bạn định nghĩa phân loại, một là bạn định nghĩa sự điện ly. Điện ly là quá trình phân ly ra ion trong dung dịch hoặc trong trạng thái nóng chảy. Còn chất điện ly là chất
mà phân ly ra nhiều chất của vi là chất khả năng phân ly ra nhiều, được chưa? Đây là chúng ta giải nó dễ hiểu vậy. Những cái ví dụ ạ, anh này là chất điện đi, anh này phân ly ra nhiều, anh này O tạo thành H cộng cộng OH trừ, nghe nó phải ví dụ NaCl là chất điện ly này, phân ly đây không Na cộng này, Cl trừ này, CH3COH này là chất điện ly này, phân ly ra ion này là CH3COO trừ, CH3COO trừ và H cộng này, dầu đá không phân ly được. Thế là ví dụ thì có 3 cái ví dụ chúng ta. Nước là CL, CH3 cho bạn. 3 cái ví dụ này chúng ta gặp rất nhiều sau này nhá. Cực kỳ nhiều các bài học trên lớp. Được chưa? Chất điện đi là chất phân ly môi trường. Nhớ vậy các bạn, trong môi trường dung dịch hoặc trong trạng thái nóng chảy. Vậy có nghĩa là gì ạ? Muối ăn chúng ta ngoài việc pha trong nước nó dẫn điện. Thì nếu mà chúng ta mà lúc nóng chảy ngăn ra thì muối ăn cũng bị dẫn điện. Được chưa? Thế lúc đấy mình sờ tay vào mình sẽ bị bỏng trước khi mình sờ nhá. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là nó có khả năng dẫn điện. Thế là cái chất điện đi. Thế bây giờ làm sao và bằng cách nào chúng ta có thể biết được là chất nào là chất điện đi và chất nào không phải là chất điện đi, đúng không? Nếu chúng ta thí nghiệm này ở trên thế giới có hàng triệu chất thì cứ thí nghiệm này không phải chết, đúng không? Và chúng ta có những nguyên lý nào thì bây giờ thầy cũng yêu cầu chúng ta cái chỗ này thì chúng ta cứ nhớ này, cái này thầy thôi. Chất điện ly, những chất điện ly là chất sau, axit này, một là những thằng axit này, hai là những thằng bazơ, ba là những thằng muối và bốn là nước, được chưa? Đấy, cứ axit, bazơ, muối, nước thì nó là chất điện ly. Thì axit chúng ta học rồi biết rồi, axit là theo kiến thức cấp 2 chúng ta học về axit. Thì axit là các chất mà có cấu tạo bởi từ gốc axit liên kết với một hay nhiều nguyên tử hydro. Bazơ thì được định nghĩa là gì ạ? Là gì ạ? Gồm gì ạ? Là gồm một hay nhiều nhóm OH liên kết với một anh kim loại, đúng không? Muối là gì ạ? Là từ gì ạ? Từ K chứ kim loại liên kết với lại anion gốc axit, đúng không? Thì thường những cái đấy chúng ta nhìn là sẽ biết. Dĩ nhiên có nhiều chất chúng ta nhìn chúng ta không biết được nó là axit, bazơ hay muối, đấy là do mình chưa làm được. Thì ở trong quá trình mình học của cả năm lớp 11 này, thầy sẽ cố gắng nói chúng ta biết càng nhiều chất càng tốt thì chúng ta sẽ càng nắm được nhiều cái thư viện chúng ta trong đầu càng nhiều lên, thư viện trong đầu chúng ta càng nhiều lên chúng ta càng nắm được nhiều chất hơn. Thì quan trọng là mình không sợ quá, mình cố gắng học, mình khôn hóa thì tất cả mọi người học thầy đều từ có trở thành dễ, nó cố gắng học thôi, nó dễ lắm. Ngày xưa thầy là một dân chuyên toán, chứ gọi là dân chuyên hóa. Sau đó năm lớp 12 thầy mới chuyển sang hóa, tại vì bản tính của thầy nó lười. Thế nên là thầy thấy là cái nào nó dễ hơn thì học đấy. Thế là thầy mới sang chuyên hóa. Thầy còn thấy các anh chị dọa học sư phạm toán khó lắm, thế nên là học sang sư phạm hóa học. Thế càng ngày học thì càng thấy hóa nó dễ, mình chọn luôn. Ai là hóa? Ai là hóa? Định nghĩa xong nhá. Bây giờ mình đến phân loại. Phần loại A quên mất chưa nói tí. Đây, đây là nói về chất điện ly. Thế những chất nào không phải là chất điện ly? Những chất không phải chất điện ly là không thuộc bốn cái chất. Đúng chưa? Thì nó không phải chất điện ly. Được chưa? Phần loại chất điện ly được chia thành hai loại. Một loại là chất điện ly mạnh. Đấy, trong cái ví dụ của thầy đấy, anh NaCl, đúng không? Anh NaCl thì cho ta cái bóng đèn sáng mạnh. Anh nước và anh CH3COH thì cho ta bóng đèn sáng yếu, đúng chưa? Vậy là có cái sự phân biệt giữa một cái thằng mạnh và một thằng yếu. Vậy hoàn toàn chúng ta có thể dự đoán là NaCl chúng ta là chất điện ly mạnh, còn là nước và CH3COH là chất điện ly yếu, để nó cho bóng đèn ta sáng yếu, đúng không? Vậy chất điện ly mạnh nghĩa là gì? Chất điện ly mạnh là phần tan trong nước, phần tan trong nước phân ly
hoàn toàn đại dương, phần tan trong nước phân ly hoàn toàn ra ion, phần tan trong nước phân ly hoàn toàn ra ion. Ví dụ thầy có 100 phân tử NaCl hòa vào trong nước, hòa tan trong nước thì 100 phân tử đều bị phân ly. Nên suy ra NaCl là chất điện ly mạnh, là chất điện ly mạnh. Được chưa? 100 phân tử NaCl hòa tan trong nước thì cả 100 phân tử đều bị phân ly, NaCl là chất điện ly mạnh. Ví dụ không? Đây, NaCl nhá, phân ly hoàn toàn ra Na cộng cộng Cl trừ. Tại sao thầy biết là Na cộng, tại sao thầy biết là Cl trừ? Em cứ mặc định chỗ này, cation kim loại, cứ kim loại thì nó phải là cộng, được chưa? Anion gốc axit thì nó phải là trừ, được chưa? Cl này nó có gốc axit của HCl, nó sẽ là trừ, được chưa? Cứ cation kim loại nó phải cộng nhá. Ý thì nó làm chỗ này xong. Ví dụ này, một ban đầu này là ta có 100 phân tử, nó được định nghĩa phân tử NaCl, thì phản ứng điện ly, điện ly thì cả 100 phân tử này điện ly hoàn toàn ra 100 nguyên tử Na cộng và 100 ion Cl trừ. Vậy thì suy ra là bên trong cái dung dịch NaCl đấy có tồn tại NaCl không? Bây giờ thì có cái cốc nước này. Bây giờ thầy thả 100 phân tử NaCl vào đây thì cho thầy hỏi bên trong dung dịch lúc này còn tồn tại phân tử NaCl nữa không? Nếu mà không thì tồn tại dạng nào? Lúc này nếu mà thầy thả NaCl trong này là đại tử nó sống người, nó không thông báo sống người nữa. Rồi, đây không chàng trai móc đấy. Chàng trai học trường nào? Em, lớp nhật chính. Nhật chính? À, nhật chính là gần đây. Lớp chính là gần đây, thầy đang dạy rõ đến cái bài điện ly, tại vì là cô không biết rõ cái phần này là thầy dạy từ 6 giờ. Chàng trai nào khi thầy nói lại cho em học bài này không? Bài đầu tiên học rồi một. Học rồi gì? Thầy nói khái quát lại cho em hiểu không? Đây là mình đang chơi trò này các bạn này. Ở trong dịch lúc này tồn tại cái gì? Đúng không? Chỗ này chúng ta phải thực sự hiểu nhé. Cái phản ứng học ấy là nó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra trong môi trường chất khí, xảy ra trong môi trường chất lỏng và xảy ra trong môi trường chất lỏng. Được chưa? Khí là hai khí tác dụng với nhau. Cái đấy chúng ta rất ít gặp. Được chưa? Rắn là nung CaCO3. Được chưa? Nung NaNO3. Thì những cái đấy là chất rắn mình ít học và phương trình nó cũng đơn giản. Cái phương trình khó khăn nhất của chúng ta học và các cái phản ứng nó sẽ là trong môi trường dung dịch. Thì cái bài này của chúng ta hiểu là bản chất xảy ra trong dịch là cái gì, nó tạo ra cái gì. Được không? Khi mà chúng ta nắm được bản chất đấy thì hóa được với chúng ta thì môn nó rất là dễ. Còn nếu mà chúng ta cũng ngu ngơ cũng hiểu thì nó hóa sẽ là khó. Chàng trai nhá, thì các bạn nghe không? Chưa thấy gì? Ngoài mấy cái này ghi để chơi thôi, không quan tâm nhiều. Chỉ quan tâm chỗ này. Kiên thể bỏ các bạn luôn. Đây chỉ quan tâm cái này thôi. Cái nào hay hỏi cái chân luôn. Chất điện ly thì bao gồm axit, bazơ, muối, nước. Còn những cái thì nói là hiểu được mà không hiểu được thì thôi. Những cái mà thầy nói, tại sao phải nói ra cái để mà vẫn còn những bạn mà hiểu được bản chất thì sẽ nói như vậy. Còn ngày nếu học thì chỗ đấy, được chưa? Ngay chất điện ly mạnh. Đấy, chất điện ly mạnh thì hiện tại đây chỉ nhớ phần tan trong nước, nhớ thầy từ chốt phân ly hoàn toàn. Thế rồi, sao? Nhá. Còn thầy đang quay trở lại chỗ này. Vậy thì suy ra lúc này bên trong người chúng ta không tồn tại phân tử NaCl nữa. Bởi vì nó sao? Phân ly hoàn toàn luôn. Lúc này trong người chúng ta là chỉ tồn tại 100 phân tử Na cộng và 100 phân tử Cl trừ. Được chưa? Thế là nó khác so với ngày xưa các em học nhá. Cấp 2 chúng ta học là phản ứng trong dung dịch.
là rõ ràng khi thả giá CL vào bên trong thì là còn giá CL đúng không? Thế nhưng mà bây giờ lên top 3 lúc 11 là nó không còn là giá CL nữa. Bây giờ nó phân đi thành giá cộng và CL trừ. Dĩ nhiên tôi điều đặc biệt sao? Nếu mà thầy đun nóng, thì đun nóng lên, thì đun sôi lên thì nước bốc hơi hết. Được chưa? Nước bốc hơi hết thì bọn này không còn bọn nào tách ra nữa. Thì Na cộng tích điện tích dương, CL trừ tích điện tích âm thì nó lại hút nhau quay trở lại lên. ACL đấy là cái phương pháp gì vậy? Phương pháp marketing là để sản xuất muối ấy. Đúng không? Đấy, chúng ta hiểu cho anh em nhé. Vậy là suy ra là với những chất điện tích mạnh khi thả trong dung dịch thì nó không tồn tại dưới dạng phân tử nước mà nó chỉ tồn tại dưới dạng ion. Được chưa? Lúc đấy không có phân tử nhá. Thế là sao? Thế bây giờ cái chỗ mà chúng ta quan tâm tiếp nữa là những cái thằng nào thì được gọi là chất điện tích mạnh. Làm sao chúng ta nhìn được là chỉ có 100 phân tử đấy làm sao được? Đúng không? Thì chúng ta có cái chỗ lý thuyết, thì cái chỗ lý thuyết này thì chúng ta nên nhớ là các chất điện tích mạnh là các chất điện ly mạnh là này, nhớ ba cái này. Một nhỏ là các axit mạnh, một nhỏ là các axit mạnh, hai nhỏ là các bazơ mạnh, ba nhỏ là các muối. Được chưa? Các muối tan trừ muối của thủy ngân. Các muối tan trừ muối của thủy ngân. Thì dễ hiểu. Được chưa? Dĩ nhiên bây giờ trong đầu của em thì nhắc về axit mạnh thì không biết là còn nhớ được nhiều không? Tan men đúng không? Kể đến axit mạnh thế trò này được cái ứng tên của em gì? Một axit mạnh em biết kể cuối đúng được sai không sao? Hãy kể thêm một tên axit mạnh em biết, không cần phải ghi cái gì chạy trong đầu em nói luôn. Em không cần quan tâm nó là axit gì, chất đầu tiên trong đầu em gì? Đây nha, gợi ý nha, lớp 10 mình học các axit rồi. Đầu tiên mình học từ lớp 10 là về thằng H2SO4 này, H2S này, H2SO3 này, đúng không? Đấy, đúng chưa? Đấy lúc mình học chúng ta thấy đâu. Sau đó mình học HCl, HBr, HI, đúng không? HE, nhớ chưa? Đấy mình học mấy tờ axit đấy. Giờ theo em nghĩ thằng nào là axit mạnh? Em nghĩ rồi, chưa cần đúng. Các thước là KCL, ok, cảm ơn em. KCL là muối. Acid phải có hydro. Được chưa? Buổi sau chúng ta sẽ học những acid không có hydro. Nhưng mà buổi này chúng ta cứ acid có hydro. Ok chưa? Đấy, trả lời như thế, tự nhiên thông minh nhiều. Ok, bây giờ đến được. Vương. 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 Acid, một acid. H2SO4. Ok, cái này ta gặp rất nhiều nhá. H2SO4 loãng là một axit mạnh. H2SO4 đạm nóng là một axit có tính oxy hóa. Được chưa? Ok. Em học tiếng Anh. Tiếng Anh. Tiếng Anh. Một axit mạnh. H. Không, em nó to thì nghĩa là HE. Đúng không? HE là axit yếu. Được chưa? Đấy. À, bạn đúng rồi, em tên là chi. Chi. Ok, HCl, ok, HCl. Chúng ta có hai axit mạnh hay học và hay thi nhiều nhất. Một lần sai là một lần nhớ. Ở đây thầy dạy chúng ta là dạy theo kiểu là chúng ta bị sai nhiều mới nhớ. Nhưng là rất là mong muốn là chúng ta cứ nói lên ý kiến bản thân, không ai đánh giá thì em cảm thấy không đánh giá. Được chưa? Bây giờ chúng ta học là coi như là thầy dạy của em lại từ đầu ấy, từ một lần bạn. Được chưa? Nhá. Hai là axit mạnh lúc nào thì cũng học với nó là H2SO4 và HCl lúc nào cũng làm trong đầu luôn. Tiếp theo, chàng trai vừa đến tên gì? Hải. Ừ. Hải. Một cá sức mạnh. Nữa mẹ nghĩ tới. Trong đầu nghĩ tới. Thế là cuối cái gì tới? HI. HI chính xác. HI của hàng của chính xác. Được chưa? Đây là cá sức lớp 10 nhá. Thầy cho thêm này. HBr là một cá sức mạnh. Được chưa? Và một cái hàng cuối lớp 10. Một mình học rất nhiều. HNO3.
hiểu chưa, cũng là axit hạt nhá. Thế thôi, nhớ vậy, không phải nhớ quá nhiều. Vậy là hiện tại chúng ta sẽ có H2O4HCl, trong đó ba thằng hay thi nhiều nhất. Em có thể quên hai thằng ấy được, nhưng bắt buộc phải nhớ tới ba thằng này. Chúng ta gặp rất nhiều H2O4 này, HCl này, H2O3 là ba thằng axit mạnh, nên chắc chắn nó là chất điện lý mạnh, được chưa? Ok rồi. Thế tiếp tục là ba dơ mặn thì sao? Buổi sau nhớ mang sách giáo khoa hoặc mang bảng tính tan nhé. Cái chương điện ly này mình học về bảng tính tan, từ dậy các bạn hãy học thuộc bảng tính tan rồi. Bởi vì là đi thi đại học người ta cũng cho bạn bảng bảng tính tan vào trong phần thi đâu, nên mình phải thuộc. Thuộc thì một cách đơn giản nhất là thầy sẽ chỉ ra một vài cái điểm cốt yếu để mình thuộc. Được chưa? Ba dơ mặn. Quay sang vòng lại lần hai hải trước. Ba dơ mặn phải nhớ tên, phải gọi tên, nhớ tên. BA bắt hai lần, ok chính xác. BA bắt hai lần, một cháu ba dơ mạnh. Thì cái ý cho em một chút này, ba dơ mạnh là các ba dơ tan nhé. Ba dơ mạnh là các ba dơ tan, cứ ba dơ tan là nó mạnh, được chưa? Chị nào ha, rồi ok, thank you. Mỗi đứa chỉ được học một cái thôi. Nào bây giờ đến Hiền Anh. CA bắt hai lần để cho dễ không? Thương cao hát ba anh ờ hát này, ok. Thế bây giờ nó phải chữa nhá. Đây thì có một cái cách giúp cho chúng ta nhớ về các ba dơ mạnh, thì có một cái cách giúp chúng ta nhớ các ba dơ mạnh. Các ba dơ mạnh các em có thuộc cái dây điện hóa không? Bạn nào không thuộc cái dây điện hóa thì thầy nhắc cho nào thuộc luôn. Bạn nào không thuộc ý thì bỏ nhé. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Âu Phi, được chưa? Bạn không thuộc nhớ chị lại bảo nhé. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Âu Phi. Thế ở đây những cái thằng mà ba dơ mạnh là những cái thằng mà đứng đằng trước của Nazi, được chưa? Khi cao hát nào đá hát ba bé hát lần cầm xe hát lần em bé hát lần tiếp của màu trắng xanh thì cũng bỏ nhá, được chưa? Thực ra mình chưa có đọc hết của em rồi, nhưng mà chỉ thêm một thằng nữa, nếu mà chẳng may mà thầy cô có thì cũng có được thằng lớn như mặt này, thằng lớn như mặt sâu lớn mặt, được chưa? Nó cũng nào khi nào, nhưng mà bản chất chúng ta cần nhớ ba này thôi. Khi nào ba cần, được chưa? Đấy nhá, thế là coi như chúng ta ôn lại luôn toàn bộ cấp hai nhé. Acid mạnh để nhắc lại nhé, ba dơ mạnh để nhắc lại nhé. Bây giờ muối, muối thì cứ kim loại ghép lại ăn luôn. À, có bản xin thì là nó ra thành muối. Bây giờ nó cho em thể ba hình muối được. Rồi bây giờ cho bạn Phan Anh dịch thận. Giờ ai bây giờ là đúng không? Chính xác. Giờ kể cả hai cũng được. Đúng không? Chị. Giờ A, giờ cô ba. Thương. K mà là cô bốn. Hiện nay. NaCl ăn mày quá khứ. Hai Ba SO4. Ba SO4 là một vấn đề nhạy cảm. Đây thầy nói cho chúng ta cái vấn đề nhạy cảm như thế này. Tại sao đây là cố tình ghi chúng ta? Bởi vì đó đa số các em đều là học Hà Nội, thì các thầy cô Hà Nội đa số sẽ dạy bằng Ba SO4 là không thiện đi. Và ở đây là cái chương trình mà thầy đầu tiên dạy là cho chúng ta làm đúng theo cái phần lớp 11 này, là mình học đúng theo để mà mình làm đúng bài kiểm tra trên lớp nhé. Thì thầy cũng coi là BAS4 ở đây là một người là thằng không phải chạy đi và cái gì nhưng về bản chất rõ ràng thì BAS4 nó là một chất điện mạnh. Bởi vì tại sao? Bởi như thế này, BAS4 nó kết tủa nhé. BAS4 kết tủa.
sâu sâu một tí nó hơi khó so với lại ở hướng định của em, nhưng mà để hướng định cho em. Ví dụ này, thầy có 100 phân tử VAS4, đấy chưa? Thì có 99 phân tử không tan, chỉ có một phân tử tan, một phân tử tan. Nhưng một phân tử tan này nó sẽ bị đi hoàn toàn vào thành VA2 cộng cộng SO42 chẳng. Được chưa? Thế nhưng mà vốn dĩ mọi người lại xếp nó và không phải là chất định lưu mạnh là bởi vì là nhìn thấy nó kết quả thì nó không đơn đi. Được chưa? Đấy, thế nhưng mà cái chỗ này là nó nhỏ chúng ta biết thôi. Chứ còn là nếu mà làm bài trên lớp, bài trên lớp các thầy cô dạy ở trên lớp ấy, thì mặc định cho thầy muối ta là chất định lưu mạnh nhưng nó không có VAS4 nữa. Cũng là cũng thằng kết quả thì như các thầy cô dạy ở trên lớp là không phải là chất định lưu mạnh. Dĩ nhiên phần này thì cũng chỉ có các thầy cô ở trên lớp của em hỏi thôi, còn phần thi trung học phổ thông quốc gia sẽ tạo cách vấn đề này không hợp nó quá tầm lên đến của em, được chưa? Đấy nhá, đây là thầy quy chuẩn lại nhá. À nhá, em trả lời là đúng, nhưng mà có điều là cái đấy sẽ được sai nếu mà phổ trên lớp, được chưa? Xong chưa? Thế là cái phần này chúng ta rất dễ nhớ nhá, nhưng mà bắt buộc phải nhớ thầy á, bởi vì ở trong phần này chúng ta sẽ học là có cả phần axit mạnh cả phần axit yếu, sắp tới mình học hết cả phần này. Thế nên là thầy rất là mong muốn chúng ta phải nhớ hết cái này. Đấy chưa? Đấy là về xong về chất điện đi mạnh.